Chào anh em. Ngày hôm nay là Tonkin sẽ review cho anh em về chiếc Tag Heuer. Như logo ở đây anh em có thể thấy. Đó, đây là một logo nổi và đây là một cái box gỗ rất là to đẹp của hãng Tag Heuer, được thiết kế dành cho cái dòng model mới nhất của hãng, đó là Austravia. Ok, chúng ta sẽ đó, Austravia này. Đây chính là em nó. Ok, một màu xanh navy rất là đẹp. Xanh navy theo kiểu patina. Anh em có thể để ý thấy đó là cái màu xanh, xanh dương. Và bên ngoài là cái tông đen, rất là hay. Điểm qua về cái box của cái dòng Tag Heuer mới nhất này thì các bạn ý đã cho chúng ta được một cái bọc gỗ rất là xịn sò. Và bên trong là được bọc phun nỉ. Đó, cái chất liệu như thế này thì nó sẽ làm cho cái việc bảo quản đồng hồ của chúng ta nó sẽ được bền hơn anh em ạ. Nó khắc phục điểm yếu của các hãng như Omega, của Longines, đó là nó bằng những cái da PU sau một thời gian sử dụng hoặc là sau một cái thời gian chúng ta trưng bày thôi, nó sẽ bị nổ. Đó, thế còn với cái chất liệu như thế này rất là tuyệt vời, nó bằng nhung. Và như thế này thì chúng ta có bảo quản đến 5 năm, 10 năm thì cái chất lượng của cái box này nó vẫn sẽ rất là đẹp. Trên tay của em đây là có hai chiếc thẻ. Nhất là chiếc này là Chronometer Official. Đây là một cái thẻ chứng chỉ về Chronometer. Đó. Thế còn bên cạnh đây là một chiếc thẻ Tag Heuer International. Đó, đây là thẻ bảo hành quốc tế. Chiếc này rất là hay và đa dạng. Bởi vì em cầm thấy một cái độ hoàn thiện rất là tốt của cái chiếc Tag Heuer này. Bên cạnh đây, đó là hãng đã thiết kế cho chúng ta một cái bộ dây NATO. Đó, đây là một cái tông màu đen. Nhưng mà ở bên cạnh đây thì chúng ta có thể thấy những cái điểm màu xanh. Để nó mix rất là phù hợp với cái chiếc đồng hồ tông xanh đen như thế này. Đó, tạm thời em sẽ để chiếc dây dù ở đây, dây NATO ở đây. Thế còn đây là nhân vật chính của chúng ta. Đó. Anh em có thể thấy được cái độ hoàn thiện rất là cao của chiếc này. Tông màu xanh đen rất là đẹp anh em ạ. Ok, anh em chờ một chút thì em sẽ để một cái khung giờ, đó là 10 giờ 10 để chúng ta cùng review nhé. Đó, đây là một cái khung giờ rất là đẹp. Tổng quan về chiếc này ấy, thì đây là một chiếc Tag Heuer mang tính chất là rất là đa năng. Dây kim loại và với cái thiết kế là size 42. Nhưng mà với cổ tay của anh em, ví dụ như tay mình là 16.5 đến 17 là đeo chiếc này cũng đã rất là đẹp rồi. Chúng ta có thể thấy một cái vành benzen. Vành benzen nó có phủ bóng bóng ở đây, đó chính là benzen hoặc ceramic. Với cái benzen như thế này thì nó sẽ làm cho anh em được đeo rất là thoải mái, không bao giờ sợ bị xước những cái vành benzen gây mất thẩm mỹ sau một thời gian sử dụng. Mình nhìn chung về chiếc này thì em đánh giá nó khá là tương đồng với một chiếc của Tudor cái dòng Black Bay. Nhưng mà Tudor thì có vẻ nó những cái dòng thấp thì nó vẫn là cái niềng sơn. Em sẽ thích cái chiếc Tag Heuer này với cái độ hoàn thiện, đó là cái benzen ceramic này hơn. Đặc điểm đó là chiếc benzen đây, anh em có thể thấy em đang xoay đây. Đây là một cái dòng nó được thiết kế, cái benzen insert này nó được xoay hai chiều. Đó, để tiện dụng cho anh em xoay. Bình thường các hãng là nó chỉ được xoay một cái chiều như thế này thôi. Đó. Đấy chính là một cái điểm hay của cái chiếc Tag Heuer này. Anh em có thể nhìn thấy cái độ sáng, bắt sáng của cái bộ dây thép này, thiết kế rất là men, phải nói là rất là men lì luôn. Đó, bên cạnh là cái case thép này nó được phay mờ đấy anh em này. Phay mờ như thế này thì nó sẽ tăng cái khả năng chống xước lên rất là tốt. Còn đây là cái núm. Cái núm này của nó, đó, đây là logo của Tag Heuer. Độ mỏng thì cũng tương đối thôi. Chiếc này không đến nỗi là quá dày.
thiết kế dành cho một cái mẫu thể thao như thế này là em đánh giá là phù hợp. Đó, bộ dây kim loại phải nói là rất là đẹp, anh em có thể nhìn thấy cái độ bắt sáng của nó này. Đó, đây là cái case back của nó, được thiết kế rất là trau chuốt. Cái chiếc này, cái cây bách của nó nhìn như là cái cánh quạt máy bay anh em ạ. Đó, giống như một cái chiếc phi cơ đó, phi cơ chiến đấu Austavia. Đó, anh em có thể nhìn thấy cái màu xanh navy rất là hay. Thiết kế thì nó khá là khỏe khoắn, mặc dù mix với cái tông đó là cái số học trò, nhưng mà đây là một cái điểm nhấn so với các hãng khác. Thay vì cái việc chúng ta sẽ sử dụng cái cọc vạch đó, các cái cọc số bằng cọc tia hoặc là cọc la mã đó, chúng ta đã có rất nhiều các cái mẫu rồi, thì đây là một chiếc có số học trò rất là hay. Đó, logo Tagheuer ở chính góc 12 giờ, bên dưới là Austavia là tên của cái dòng này, và ô lịch thì ở góc 6 giờ giúp chúng ta nhìn giờ sẽ rất là nhanh. Đặc điểm đó là cái dòng này thì sẽ có lum rất là đẹp. Đó, đây là em đang quay không mà đã nhìn ra lum nó như thế này rồi. Đó, đó anh em có thể nhìn thấy cái lum của nó đây. Vì thế là không cần phải chiếu đèn hơn nữa thì nó sẽ rất là sáng. Đó, đây là chúng ta thử lên tay nhé. Đó, với cổ tay của em là cổ tay trung bình 16.5 đến 17 thì lên tay chiếc này sẽ rất là đẹp và rất là men. Đặc biệt là cái dòng này thì được hãng nó trang bị thêm một cái dây NATO nữa, anh em có thể đeo thể thao nữa, rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta có thể mix thêm dây da, phải nói là vô cùng tuyệt vời. Cái dial của nó anh em có thể thấy một cái lớp cushion ở bên dưới nhìn rất là bắt mắt, và cái tông ở cái viền ngoài này đó là cái tông đen, nó đánh kiểu dạng gọi là patina, bên ngoài là viền đen, xong rồi bên trong bắt đầu nó sáng dần lên và giữa nó là một cái lớp màu xanh, mix cùng với một cái benzen màu xanh ceramic như thế này nữa, lên tông rất là đẹp. Đó, đây là một chiếc em đánh giá là rất là xứng đáng sưu tầm. Thực sự chiếc này ra đời thì nó có hoàn toàn nó có thể cạnh tranh được với chiếc Tudor Black Bay. Đó, Tudor thì cái giá retail của nó sẽ rất là cao, giá lướt cũng sẽ rất là cao. Thế còn chiếc này thì hiện tại thì hãng đang phân phối nó rơi vào tầm khoảng 6-7 nghìn đô. Thì chúng em săn sale về với mức giá chiết khấu sẽ rất là tốt, dưới 60. Anh em muốn biết chi tiết về cái mức giá ở thời điểm hiện tại thì có thể inbox với Tomkin với cái số điện thoại ở trên web, thì để chúng ta có thể tham khảo được cái chi tiết thêm về cái mẫu này. Đó, đây là các cái minh họa của nó này, chống nước 100m, caliber 5. Đó, thêm đây là COSC. Ok nhá. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé thăm bên Tomkin để được lên tay chiếc Tagheuer này. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.